Rồi, Razok, ta sử dụng E, động của Isto, nhưng đây là 2-2. Bị tấn công của Humanoid và sẽ có chiến công đầu rất dễ dàng dành cho Xiaohu mà thôi. Razok, anh ta đã cố gắng chạy, nhưng liệu có chạy được không? Sẽ là double kill dành cho Xiaohu. Một khởi đầu trong mơ đến từ người trên đường giữa của Bukimin mình, và đó là pha kết hợp rất tốt đến từ bộ đội Lucian và Nidalee. Humanoid còn tốc biến, nhưng anh ta bị bất ngờ với lượng sát thương kết liễu từ những đòn bắn thừa của Xiaohu khi mà đã lính một mũi giáo gần như là tầm tối đa trong tiếng vừa rồi đến tặc rằng. Và nó đã khiến cho bộ đội mid rừng của Fnatic phải trả giá. Một con rồng đất nó cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian để ăn. Nhưng với một đội hình cũng chưa phải là có quá nhiều sát thương đến từ Fnatic, thì tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ chưa đủ sự tự tin để thực hiện mục tiêu này. Noa cấp 6, hình như họ đang muốn bỏ rồng để có thể có một tình huống băng trụ, anh Khải à. Đã bắt đầu di chuyển, lính rất nhiều, lao vào tấn công thẳng vào người của Lai, người không còn phép bầu trời nữa, và ta sẽ bị đẩy vào tường, đã nằm xuống, mang hào gục rơi vào tay của Noa. Tuy nhiên với phi cùng một mạng nằm xuống, nhưng hơi đáng tiếc là Crip là người có mạng. Còn Weibo Gaming, để xem họ sẽ tăng tốc như thế nào trong trận hiện tại. Tắc Sang, anh ta đã có mặt ở đường cánh dưới. Hai thành viên của Fnatic đang có cấp độ 6, lao lên với thiên đường kiếm bào đã được xả ra, nhưng nó không đẹp một tí đâu cả. Crip đã có cấp độ 6, lấy thanh tẩy, chết thiêu đốt, tấn công thẳng vào Noa, thả chiêu cuối. Thái Dương Hải Sang làm chán một người, nhưng lao đâu? Lao vừa rồi đó từ Tắc Sang tầm rất ngắn, nhưng đâu? Nhưng cuối cùng vẫn sẽ là nhường mạng nhà cho Lai mà thôi. Làm sao Fnatic có thể tấn công vào vị trí của ba con sâu không tiếp theo đây? Họ vẫn đang khá là tự tin vào điều đó khi mà đã cắt cửa người tiến sâu vào khu vực rừng phía trên của Weibo Gaming để có thể cắm những con mắt ra. Và họ sẽ không muốn để đối phương kiểm soát xấu sâu trong tình huống này. Red, anh ta đã thấy được Jun bị làm choáng, bị tấn công của Razok. Tắc Sang có mặt, Tắc Sang đã tấn công Razok, giam cầm được một người, một mình Red mà thôi. Anh ta lao vào, anh ta cầu thần ca sấu, anh ta cầu tốc biến, anh ta đã cố gắng quẩy bị làm choáng, anh ta sử dụng vụ điện ca sấu nhưng phải đâm xuống. Và bên phía bên kia Oscarini cũng phải bỏ mạng. Humor đã tốc biến lên làm choáng vị trí của Lai, một người bị đẩy vào tường là Crip, nhưng anh ta vẫn còn khá là cứng cáp. Tắc Sang tiếp tục tấn công, nhưng mũi lao nó trước vị trí của Jun có dịch chuyển lên, nhưng tình huống vừa rồi nó không đủ tầm và Shell tới, giao tranh ngừng lại. Nhưng liệu rằng ba con sâu không này ai sẽ được kiểm soát được đây? Đó là tình huống giao tranh, mỗi bên để lại một người chơi đường trên của mình. Và Crip chưa muốn dừng lại đây, ta đang muốn hủy biến về của... Được rồi, tấn công luôn. Ây da, Humanoid vừa mất tốc biến của thú vừa rồi. Anh ta vừa mất tốc biến qua từ rồi. Và bây giờ thì Fnatic hoàn toàn có thể là cử người và thực hiện từ bắt lẻ với khả năng sâu sát thương từ Humanoid. Để xem mục tiêu sẽ là ai mà thôi, trụ một đường dưới, không hòng ngự được. Và Crip thì đang cần hai ở đây à. Anh ta tốc biến lên thì định kiếm thẳng vào người Humanoid. Và đó là Thái Dương Hải Sai được thả vào. Chắc trong tay của Oscarini đang dịch chuyển. Anh ta lao vào giữa vị trí của Xiaohu và Tắc Răng, làm choáng được Tắc Răng. Nhưng đây là một cấp 3. Razok tới, Tắc Răng mất tốc biến để chạy đi. Oscarini đang 1v1 phía bên này. Bên đây là thanh trường đến từ Xiaohu. Và tiếp tục Crip lao vào. Tắc Răng đã bị solo kill bởi Oscarini. Và bên phía bên này Xiaohu tiếp tục bắn. Anh ta bắn vị trí của Noah nhưng chưa đủ sát thương. Đây là góc bị kẹp. Oscarini vừa hồi phục lại. Với kết quả đó, anh ta đã bật phản công lên, mất tốc biến bởi Xiaohu và tấn công thẳng người đó vị trí của Lai. Lai đã phải nằm xuống. Và liệu rằng có bạn tiếp theo dành cho vị trí của Noah đó chính là Crip. Và cũng sẽ là bà hàng cục của Bridge. Một thế trận tàu lượn và tỷ số với KDA đang là 6 đều dành cho Fnatic. Còn Xiaohu cũng đã hai mạng chuẩn bị lớn rồi. Trừng phạt thành công đến từ Razok để giữ về màu xanh cho đội của mình. Con rồng này là một con rồng mà cả hai đội tuyển đều sẽ quyết tâm all-in vào khi mà tất cả các bộ trợ tốc biến đã hồi trên người của cả 10 thành viên rồi. Nhưng lượng tầm nhìn hiện tại, Fnatic đang là người làm tốt hơn. Weibo Gaming đang thiếu công cụ để kiểm soát tầm nhìn, họ chỉ có Tắc Răng mà thôi. Nhưng Tắc Răng cũng là một con tướng khá là yếu ớt, anh ta chỉ cần dính quét tan cả yếu hoặc là anh ta dính cả sợi xích tội lỗi thì đi rất là nhanh. Weibo, họ cần phải lấy cái trụ một, đúng rồi, lấy trụ một, ra sóc tấn công, đẩy một người vào tường. Đó vì wow. Anh ta nhắm cầm hai người và lao vào, gom rất đẹp, quét tan kiểu Weibo combo, hai thanh niên nằm xuống cực kỳ nhanh. Bridge dịch chuyển và anh ta chỉ có thể chạy mà thôi. Weibo combo được tung ra bởi Fnatic. Một nỗ lực nó có phần là hơi tham lam đến từ Xiaohu khi anh ta bước lên quá cao để có thể phá đi trụ một của đối phương trong nhịp vừa rồi. Và thậm chí Weibo Gaming còn không thể phá được trụ một của các thành viên Fnatic trong nhịp đó nữa, trước khi họ bị dính vào một cú giam cầm hai thành viên đến từ Razok. Và phần còn lại là bữa tiệc dành cho Humanoid với cú double kill của anh ta mà thôi. Và Breathe có về được không đây? Anh ta vẫn sẽ còn cắt là sắt. Rất bình tĩnh đến từ Breathe. Né trong né, anh ta không cần né nhưng tình huống này bị đẩy vào tường rồi. Cần Rit, 4 luôn à. Anh ta bật thật cả 6 lên, có Sterak giam cầm hụt rồi. Rit đã phải nằm xuống, thanh trường được xả ra. Và một người, không, đó là Thái Dương Hà Sang. Oscarini lao lên, anh ta thấm máu qua rồi. Crip lao lên, tuy nhiên anh ta bị cancel tình huống tình hình kiếm. Nhưng cuối cùng Oscarini cũng đã phải nằm xuống, sẽ là 1 đổi 1. Hai đường trên đã phải nằm xuống tình huống vừa rồi. Bây giờ Tắc Giang đã quyết định là muốn tấn công tiếp theo hay sao rồi. Crip vừa rồi dính một tình huống quyết tài cái yếu và cả một cái quyền trường bảo tố. Mất hơn nửa cây máu rồi. Sẽ cần những bước di chuyển chậm lại đến từ Weibo Gaming và cả là Fnatic trong nhịp này, khi mà hai bên đều đã mất đi những người chơi đứng trên của mình rồi. Và để xem nào, sát thương cuối cùng nỗ là mũi tên xuyên phá trượt đến từ Noah và không có cua dành cho Fnatic. Đang bị cấu rỉa.
xuyên tập kích không chính xác. Vẫn đang là những cái nỗ lực để có thể tranh chấp tầm nhìn ở khu vực sông trên và khu vực hang Baron, đang tập trung người với nhau. Từ nãy thì Humanoid rất thọt nhưng bây giờ đã bắt đầu có tiền thưởng treo trên người anh ta rồi. Jack trong tay của Oscarinin đang hướng tới một cái ấy giáp tay Seeker. Squib, anh ta lao lên, anh ta tìm kiếm vị trí của Humanoid, thả thay dưới sang nhưng không ai theo cả. Phía bên này Razok dồn toàn bộ đội hình và Seohu đã nằm xuống với 6 xe thường đô à. Bên phía bên này bảo đạn xa ra và Humanoid đã phải nằm xuống. Một đối một, Jack trong tay của Oscarinin lao lên, anh ta làm choáng một người, đó chính là Squib. Và Squib cũng phải bỏ mạng trong tình huống này. Bên phía của Fnatic không Baron, họ tiếp tục là làm thịt cá sấu. Cắt và sắc lui về thành công bởi Brick. Bây giờ bên phía của Fnatic có ăn Baron hay không? Họ quyết định là không ăn Baron và sẽ tiếp tục đẩy ở hai đường. Để xem hai bên sẽ xử lý như nào đây khi Weibo đang là đội có được quyền chủ tại con Baron này. Chứ là các bạn là con rồng này. Hai bên đang bắt đầu pha vào nhau rồi. Rồng, nửa máu rồi. Oscarinin đang nhìn thẳng vào Brick. Anh ta lao thẳng vào, tiếp tục tấn công vào Brick. Làm choáng thành công, đánh rất tự tin đến từ Oscarinin. Con rồng đang nằm trong tầm tranh chấp, tuy nhiên Tarzan bị đẩy lùi ra, đã có rồng ba rất nhẹ nhàng. Razok đang tấn công, vận sức lên, lao lên làm choáng, đẩy thẳng một người vào tường đó. Tarzan anh ta bị giam cầm gốc rất đẹp hai người. Và đó là đường trên và đi rừng nằm xuống của Weibo Gaming. Một tình huống giao tranh nhịp 2 rất tốt đến từ các thành viên của Fnatic. Và lần này người tỏa sáng đó chính là Skynin với tình huống túc biến làm choáng hai thành viên quan trọng đến từ bên phía Weibo Gaming. Và Razok không bao giờ từ chối những món quà như vậy khi ta đơn giản là nhắm giam cầm của mình và một thành viên chủ lực đối phương và sau đó kéo về để họ bị tra tấn bởi lượng sát thương của Humanoid và Noah mà thôi. Và Xiaohu may mắn thoát được trong nhịp vừa rồi và anh ta sẽ là người lấy đi cho hai đường dưới. Trong khi đó thì Fnatic họ đang tự thưởng cho bản thân mình một con Baron sau pha tranh rất tuyệt vời, cùng theo đó là con rồng lửa, xin lỗi bạn, là con rồng nước thứ ba. Để xem tình huống tấn công tiếp đến từ bên phía của Fnatic sẽ là như nào đây. Họ đang có 4 thành viên ở đây tràn vào đường giữa của đối phương. 340 số khổng thần anh Khải à. Một cái giáp tâm linh, một cái khiên băng đá đuôi à. Phóng đau quá. Một cái mũi tên xuyên phá, một cô ba rất full đồ. Wow, full đồ luôn rồi. Rất bất ngờ. Tôi nghĩ rằng là Noah mới chỉ có được là 4 món trang bị lớn thôi, nhưng mà anh ta đã có 5 món trang bị lớn rồi. Và để xem nào, bên phía Weibo đang muốn gì đây. Brit bọc đầu. Brit đang bọc đầu nhưng Noah đủ phép bổ trợ. Humanoid có tốc biến, đang tấn công. Họ tấn công vào Razok, một cỗ xe tăng thực sự. Brit đang bọc đầu, họ thấy Noah rồi nhưng làm gì? Lao lên, Noah bật thân tẩy và ta bị đẩy vào tường bởi Brit. Và Brit đang lao lên, đang tới nó cố gắng quậy nhưng đó là cú đấu của hai quân khác đi lao vào. Và sẽ là triple kill dành cho Oscarinin. Và Brit đang cố gắng thở, anh ta vẫn đang thở, anh ta vẫn đang cố gắng tiếp tục quậy nhưng sẽ là triple kill. Không thể nào cân ba trong tình huống này và sẽ là quét sạch dành cho Fnatic. Wow. Lượng sát thương quá ghê gớm đến từ các thành viên của Fnatic trong nhịp vừa rồi. Đó là một pha gom người đẹp đến từ Jun, nhảy và nện đến từ Oscarinin, tiếp tục làm choáng ba thành viên. Khuếch tan kẻ yếu của Humanoid cũng rất là ghê gớm. Và Brit ở phía bên này chỉ có thể là nỗ lực kiếm về cho bản thân mình 1.000 tiền chất đào với đường hạ gục của Noah mà thôi. Và hạt giống số 2 đến từ LEC đang thực sự là trở lại khi họ đang có một ván thi đấu rất tốt trước các thành viên của Weibo Gaming. Không còn là thư viện ở châu Âu nữa và chúng ta đang nghe những cái tiếng hò reo rất lớn từ các bạn fan hâm mộ, những bạn khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu. Fnatic, Fnatic và những cái gương mặt đang rất buồn, và đặc biệt là Brit trong màu áo của Weibo Gaming. Họ đã bị dẫn trước 1-0 trước đại diện của khu vực LEC và trong cuộc đối đầu này chắc chắn là bên phía của Weibo sẽ được đánh giá cao hơn, nhưng họ đã dẫn trước rất nhiều. Để xem những bước di chuyển tiếp theo của Tarzan và Razok sẽ là như nào đây. Con cua đã xuất hiện ở sông dưới và Razok thì muốn ưu tiên farm được tròn chỉnh vòng rừng của mình trước. Anh ta đang tiến tới với bùa xanh. Tarzan và Brit là câu chuyện tương tự. Jun cũng đang ở đây để có thể hỗ trợ cho Razok. Và để xem ai là người trừ phạt thành công. Trừ phạt được đến từ Tarzan. Weibo, họ đang có đông người ở đây. Sử dụng đồng pistol đẩy một người vào tường, đó là Jun. Bây giờ Noah đã có mặt với cấp độ 3, liên tục bắn thẳng vào với nội tại sai bước và thậm chí là bắn một việc hai. Anh ta đã kêu và đó là một cú hack kim thuật hai người. Noah tiếp tục sản sát thương tốc biến nó từ Crip và cũng tương tự là Razok. Hai người đã thấp máu bị làm chậm bởi Razok. Razok đang phải nằm xuống trong tình huống này. Brick có mà hạ gục nhưng đó là chiến công đầu dành cho Noah và anh ta tiếp tục tấn công vị trí của Tarzan. Tarzan đã phải lùi lại 3-3. Hai đội này công nghệ và liên tục từ cấp độ 1 tới cấp độ 3. Ở cuộc chiến tranh giành hải sản ở thời điểm hiện tại, con cua hoàng đế vẫn còn đó. Con cua này thật sự quý giá đấy chứ không phải là rẻ đâu. Cả hai bên đầu tư rất nhiều tài nguyên
bây giờ thì mới có thể chạm vào những lúc kinh trung khi Moscanin đi đường khá là tốt. Razok thì vẫn ưu tiên farm hơn và sau đó anh ta quyết định là rút lui. Cấp độ 6 đã có được người Razok, đã có một con mắt kiểm soát đứng ở phía sau rất lâu rồi mà không ai phá. Bây giờ thì Lai mới phát hiện ra, bắn một cực hai, đó là hộ vệ. Taksan đã có mặt 3-3 vì trong tay Razok, nhưng đó là tình huống tốc biến lên hắc kim thuật và chiêu cuối tả xu đột kết hợp với bà đã cực kỳ đẹp, một mà hạ gục rất nhanh chóng, nhưng cuối cùng Razok cũng phải dùng cái tốc biến mình để thoát đi. Lại tiếp tục có mắt ở bụi cỏ chập ba đó rồi, nhưng bên phía Fnatic vẫn thành công kiểm soát hai con rồng đầu tiên của thi đấu này. Tình huống lại rồng nước, lại map nước rồi, để xem nào, creep về được không? Tạm thời là về được, nhưng di chuyển luôn cho chắc ăn à? Đánh không? Razok nhưng mà nguy hiểm nha. Razok quay ngược trở lại, gom rất đẹp, xả bảo đạn, creep bật bộ pháp thần tốc để thể chạy đi. Creep tới với cú dịch chuyển và là xoáy, nó hụt rồi, nhưng đó là gom người đến từ cú giam cầm và cuối cùng sẽ có hai mạng dành cho bên phía của Weibo Gaming. Chiêu tung ra khá là mù mắt, nhưng cú giam cầm đó là chính xác đến từ Taksan. Khi mà Oskarin đã đẩy được trước, còn trụ đường trên, Oskarin phòng ngự rất tốt ở quãng gian đầu tiên. Ảo thật, Weibo đánh ảo thật, xấu sâu để mất trụ đầu. Rồi dẫn trước nhưng lại để đối phương lật, lúc đó chỉ có Weibo Gaming mới có thể làm được điều đó mà thôi. Kiểm soát luôn của sư nhà Khai Đức, họ sẽ lấy công trình nào đầu tiên để xem sự lựa chọn đến từ bên phía Weibo Gaming là ở đâu đây. Taksan lao lên, anh ta dính hung gió, bộ pháp thuật tốt được dựng lên. Mục tiêu đó là Humanoid, một người không còn cú phi hồ nữa, tốc biến lên, tiếp tục là giam cầm và lần sóng âm. Lần này nó trúng, Humanoid phải nằm xuống mà thôi. Một tình huống lệnh sóng âm không thể nào trượt được khi mà Sehu đã gắn cầu lên người của Taksan. Và cú xoáy đó chắc chắn là sẽ đem về điểm hạ gục dành cho các thành viên của Weibo Gaming trong nhịp vừa rồi. 4-2 và lần nằm xuống rất tai hại cho Humanoid. Một chút nữa thôi khi mà Breed lên đường trên và farm thêm chỉ số, anh ta cũng sẽ có cấp độ 12. Dịch chuyển cũng sẽ có lên từ Breed nữa. Anh ta đang muốn tận dụng chất tướng rắc của mình trước thêm con rồng này. Có 6 sâu không? Và sứ giả được thả ra không đường giữa đến từ bên phía Weibo. Họ có lái không? Không lái khi mà đối phương cũng đã trở về rồi. Quân sáng đẹp, họ đang ép góc, nhưng một người bị cô lập đó chính là Taksan. Mưa tên lửa xả ra và Taksan bị cô lập và ta nằm xuống ngay lập tức. Mạng hạ gục rơi vào tay của Noah. Đây là dấu ấn đến từ Weibo hay chăng đây? Nó đúng là một cái dấu ấn đến từ Weibo Gaming khi mà chúng ta nghĩ rằng là họ sẽ có lợi thế trước khi bước vào thềm một pha giao tranh nào đó, thì họ lại làm để tất cả các khán giả bị bất ngờ. Một tình huống Taksan bị bắt lại một cách rất đơn giản đến từ một pha hack kim thuật, thậm chí còn không cần tới tốc biến đến từ Jun. Đúng là đừng cãi lý với người say và đừng tin vào Weibo. Không được trên băng trụ thẳng vào vị trí của Rumble, đã có được mà hạ gục. Tuy nhiên bây giờ chắc trong tay của Rick cũng đang gặp nguy hiểm, anh ta lùi về với nhảy màn nền, nhưng Noah tới mà hạ gục lại rơi vào tay của Noah. Liên tục có phi hồ và tiếp tục là phi hồ sang, nhưng lần này có Lai tới bảo đảm được tung ra, nhưng nó là ép gốc. Siêu hù thập máu, siêu tốc biến, Noah tiếp tục đi đuổi tâm bật cả hai phép một đồng minh lên, xuyên tâm kích chính xác và lấy được một cú thanh tẩy đến từ Life. Những tình huống phá mắt liên tục đến từ Weibo Gaming mà thôi, và cũng chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ sẵn sàng để mở sát thương vào các barrier này cả. Một đội hình có Orianna, có Ezreal, sát thương để giao tranh là có, nhưng sát thương để có thể ăn những mục tiêu như barrier sẽ là tương đối lâu, và họ vẫn đang muốn có những bước đi nó an toàn nhất trước khi tiến vào thêm mục tiêu lớn. Creep Razok tìm kiếm được creep ở đây. Creep, anh ta bị tấn công, anh ta bị tả xung hô đột và đó là một tên lửa rất đẹp và creep bốc hơi. Ôi, ta sẽ đi đâu đây lại. Ôi, anh ta lái đi đâu vậy? Anh ta sẽ bị truy đuổi bởi đội hình của Fnatic và tiếp tục nắm vào, nắm bùng nổ và nó là Taksan, anh ta giam cầm, chúng ta phải nắm xuống rồi. Và Razok tốc biến đi. Oskarini đã không, đó là Brit, xin lỗi các bạn, làm trái được hai người, ta tấn công tiếp tục vào xạ thủ đối phương, đó chính là Noah và Jun đang chạy. Triple kill dành cho Lai, anh ta tiếp tục bắn và sẽ là quadra kill dành cho Lai. Quadra kill dành cho Lai, và tôi không nhớ rằng đây là cái quadra kill thứ bao nhiêu tại chung kết thế giới năm nay nữa rồi, thì chúng ta vẫn chưa thể có được một cú pentakill. Một pha giao tranh mà Weibo Gaming tỏa sáng với ba thành viên. Nào, dịch chuyển ra, hôn gió thành công. Thắng rằng không mất đi cái lớp giáp đến từ pháo đài của anh ta. Và dịch chuyển bọc đầu đến từ vị trí của Brit ở một góc khá là xa. Rồng đang nằm trong tầm chủ động tấn công đến từ Weibo Gaming. Fnatic sẽ xử lý nhà đây, Tăng Giang lái xe vào. Anh ta ủi được một người đến Humanoid và lao thẳng vào. Bộ pháp thần tốc rất đẹp và tiếp tục mục tiêu là Noah. Wow. Xoáy cũng đẹp luôn và Noah đã phải nằm xuống. Razok cũng là người đi theo. Và Jun cũng tương tự. Ba mạng hạ gục dành cho Weibo Gaming. Và thế Rồng và Baron đang mở ra dành cho Weibo. Và để xem hạt giống thứ tư của LPL sẽ làm như nào để kết thúc ván đấu này đây, khi mà lợi thế họ đang cầm là rất lớn. Khoảng chênh lệch là 8.000 tiền so với đối phương. Tấn công Taksan. Tôi nhìn kỹ nào, Taksan đang có 95 số đúng không? 95 số đến từ trái tim khổng thần. Một con số chưa nhiều nhưng cũng đủ để anh ta có thể làm cái tuyến trước dành cho Ezreal cùng với COHU. Bây giờ họ sẽ nỗ lực tấn công vị trí nội tại đến từ 6 sâu hư không và cả Bullet Baron. 4 thành viên đang cố phòng ngự. Grip đang vào vị trí, tốc biến đến từ Jun, anh ta gom được hai người và Phi Hồ lao lên giúp Phi Hồ, đó là mất mạng.
đến từ Ubanoi. Grip lao vào với bộ pha tấn công tiếp tục hất tung hai người. Bảo đạn, Nodam, Noah, Nodam, Noah bị kéo về và Noah phải nằm xuống. Người tiếp theo sẽ là Oskarinin và Juna cố gắng bỏ chạy trong mọi nỗ lực. Không thể nào làm được gì cả dành cho phía của Weibo Gaming. Tôi thích cái cách mà Lai tự lấy bản thân anh ta ra làm mồi nhử do các thành viên Fnatic trong nhịp vừa rồi, khi mà tự dưng không có gì, anh ta lại e lên và chỉ để lấy một vài lượng sát thương nhỏ mà thôi, để cho bên phía của Fnatic tưởng rằng là xạ thủ đối phương đang bị gọi là mất tập trung. Bây giờ thì không có bộ đại bao được nữa, nhưng Weibo Gaming đang có một tân lính có xe to. Họ đang muốn đưa Fnatic vào thế sân bay với ba cổ Mega chiêu cuối không đẹp đến từ Lai. Razok đang mất khá nhiều máu ở đây, trụ thứ ba đường giữa. Chứ nói các bạn là trụ thứ ba đường dưới đã mất rồi, nhưng phán thần bí đang rất chất lượng. Razok, anh ta tạo xung đột thắng vào vị trí của Xeo Hu. Xeo Hu có đồng hồ bên phía bên này, đó là Grip. Hú xoáy đâu, hú xoáy đâu, và xoáy cực kỳ đẹp vào ba người, quét sạch dành cho phía Weibo Gaming mà thôi. Hung đang cố gắng chạy nhưng anh ta cũng sẽ phải nằm xuống đối thủ này. Màn hạ gục cuối cùng rơi vào tay của Grip và sẽ là một đều dành cho Weibo Gaming. Một kết quả mà chúng ta có thể lường trước với một cặp trận thi đấu giữa Weibo Gaming và Fnatic. Chúng ta sẽ có ván thi đấu thứ ba ở đây, khi đó là một chuyến tàu lượn cảm xúc được diễn ra đến từ cả hai đội tuyển. Đúng là meta tàu lượn của chung kết thế giới năm nay. Dù là đội tuyển mạnh, đội tuyển yếu, kiểu gì cũng sẽ phải có những cái chuyến tàu lượn như vậy đưa chúng ta tới rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và bây giờ sẽ là một đều rồi, sẽ cần phải có ván thi đấu thứ ba để có thể... Đã có thông tin đến từ cả hai người chơi rừng ở khu vực này rồi. Con cua dưới vẫn còn đó, Tắc Giang đang kiểm soát khu vực đứng giữa. Bây giờ thì bắt đầu thấy khả năng hồi phục đến từ vị trí của Hoanoi đã vượt trội hơn. Anh ta bắt đầu tích những cái điểm nội tại. Vừa rồi là Jun tốc biến xuất kết thúc à. Lai, anh ta e qua, anh ta bị tấn công bởi vị trí của Razok bên phía bên này thì Grip bị tấn công. Anh ta lùi về với xuất hiện ráng và cá tốc biến nhưng vẫn là chiến công đầu dành cho Razok. Anh ta có đội tại không? Không, vẫn thiếu sát thương và vẫn có đội tại giáp được tạo ra bởi Razok. Rất quyết đoán từ Razok với những tình huống đấm cố nốt những đòn đánh thường của mình để đem về điểm hạ gục chiến công đầu cho bản thân của anh ta. Bên phía của Fnatic vẫn như ván thi đấu đầu tiên, đội hình họ sở hữu con Jack trong đội hình nhưng vẫn để cho đối phương kiểm soát những cao su không trước. Tắc Giang có mặt khu vực đứng giữa, góc này hoàn toàn có thể sử dụng độc Disto. Siêu Hù lao lên với Phi Hồ, hung gió trúng rồi, tấn công thông qua trên Humanoid, anh ta hóa quỷ lên, vẫn đang cố gắng chống chịu, đứng khá là gần trụ nhưng vẫn sẽ là mà hạ gục rồi của Tắc Giang. Con quỷ này chưa khỏe lắm đến từ Humanoid khi anh ta chỉ có cho tàn định mệnh mà thôi. Và tình huống nằm xuống vừa rồi nó cũng vô tình khiến cho nỗ lực ăn rồng đến từ Razok bắt buộc phải bị bỏ ngỏ ở đây. Anh ta không đủ sát thương để có thể hạ gục con rồng. Và với việc người chơi đường giữa mình nằm xuống trong tình huống đó thì sẽ là lời chặn chẵn dành cho Weibo Gaming. Họ có ba sâu, họ có rồng và ta rằng đang muốn nhiều hơn nữa, anh ta muốn có cả con cua ở đường dưới này. Một nhịp tấn công đường dưới đây mở ra rất nhiều thứ dành cho anh ta. Ăn xong con cua thì chắc lên luôn cả cấp độ 6 rồi, ống kinh nghiệm đã sắp đầy đến vị trí của Tắc Giang. Sẽ là một cái thế khó dành cho cầu đường dưới Noah của Vizun. Tắc Giang vào vị trí muốn tấn công hay không? Thế lính đẩy sát trụ khiến người ta phải lùi lại và tiếp tục pha mà thôi. Nhưng Tắc Giang quay xe. Tắc Giang đã sẵn sàng vượt vị trí để lái xe. Tắc Giang lùm đá rồi, Tắc Giang lùm đá rồi. Jun không có tốc biến, Jun xuyên tâm kích đã cancel được tình huống e, tốc biến lên giam cầu thành công vị trí của Jun. Cú sẽ được tung ra, mạng sẽ được nhường dành cho Lai mà thôi. Ui, cái thiêu đố. 3-1 khu vực đường dưới, hay chăng này 3-2. Tắc Giang có mặt để hỗ trợ cho Lai. Lai chưa có tốc biến, tạo xung đột tấn công thẳng vị trí của Tắc Giang. Đó chính là siêu bom địa ngục, sát thương chưa đủ. Và có kịp hạ gục hay không? Đã có mà hạ gục dành cho Noah, dịch chuyển đến từ vị trí của Rick để có thể bảo vệ cho Lai. Lai dính trói buộc, Lai e đi. Lai còn tí máu thôi, có băng trụ tiếp dịp nữa không? Lính đã đẩy tới rồi, nhưng Seoul đã có mặt. Bên phía của Fnatic quyết định là không ngừng lại. Ui, Lai quyết định là ở lại. Lai bị đốt bởi thiên thạch bí ẩn, Lai vẫn còn đó. Tấn công, Grip. Cú đấm bùng kèo về. Hai lần thì cả hai đánh tầm này Grip thậm chí lại còn toàn né bằng đi bộ cơ. Sau đó thanh ta trở ngược lại đây rồi. Ê, không bán được chú nha, tạ xung vừa đột. Đó là chiêu cuối siêu bom nhờn nhìn này. Grip nhây nhưng mà anh Khải mới là người cay. Tôi nói hộ Razok thôi, tôi cũng hiểu một chút tiếng Tây Ban Nha. Razok đấm hai lần không được, đấm lần ba. Tôi tưởng bình luận khúc đó tiếng tôi nhà là Akala Grip rồi. Chuyển lên đường trên, chuyển lên đường trên. Đường trên, đẩy trụ. Được không? Oskarinin mất sâu mà. Oskarinin mất gần nửa cây rồi. Ơi, mất e. Mất quy. Đi làm gì đây? Nằm rồi. Ơi, Brit. Ơi, cái gì vậy? Hồi phi hồ ra thôi. Đúng là hai cái đội này đánh ảo thật đấy.
vẫn là bảo vệ được trụ đường trên đến từ bên phía của Fnatic và họ có được con rồng này. Tắc răng. Tầm này thì con bò cạp rất nguy hiểm. Razor đang phải hỗ trợ Humanoid về. Anh ta vẫn còn tốc biến, vẫn còn hóa quỷ, đang bị tấn công. Anh ta đã trói buộc thành công của chiếc con sao hù. Tắc răng đang có mặt ở sau để bắt đầu quân sáng thành công. Tiếp tục là làm chạm mây trăng đây. Lao thẳng vào đến từ vị trí của Jun. Nhưng sát thương là chưa đủ, họ tấn công một con na chưa có dạng khổng lồ. Vị trí quay bị tấn công là Creep, anh ta vẫn thoát về thành công. Oscarinin chưa đủ sát thương, phía bên đây Tắc răng bị đấm, Tắc răng vẫn thoát được về. Cả hai bên này có rất nhiều thành viên thấm máu tốc biến bởi xích trong tay của Noah. Và sẽ có màn hạ gục. Ôi, lại tiếp tục là điểm nhấn đến từ Weibo. Bắt đầu đã có những cú ping đỏ thông tin đến rồi. Từ bên phía Fnatic. Họ đoán được điều đó và họ đang di chuyển ra. Jun đang cố gắng phá lượng tầm nhìn, Xiaohu thì đang giấu tầm nhìn của mình đi. Nhưng di chuyển vào đây thì sẽ đã lộ một con mắt kiểm soát đã thấy được thông tin của vị trí của Xiaohu. Nhìn vào Razor nào, một con na phun nổ. Trong tay của Bridge, anh ta đang cản, đấm vào bởi Razor. Đó là chiêu cuối. Họ dồn thẳng vào, đó là cú giam công cực kỳ đẹp đến từ Rattan. Nhưng đó Oscarinin đã bị dồn sát thương, đã tốc biến rồi thoát đi. Razor lao thẳng vào, không cướp được Baron. Baron dành cho vị trí của người đi rừng Tắc Răng và Humanoid lao lên. Anh ta hóa quỷ, anh ta đã hóa tro trong đội hình của Weibo Gaming. Một tay ngược trở lại với Xiaohu. Anh ta lao thẳng lên, Tắc Răng lái xe, Tắc Răng đẩy được hai người và sẽ là quét sạch dành cho Weibo. Vỡ tan đến từ Fnatic trong tình huống giao tranh vừa rồi. Mặc dù đó là một nhịp mở giao tranh rất nỗ lực đến từ Razor và Oscarinin để có thể bắt vào vị trí của Breeze. Nhưng con na này đã kịp hóa na khổng lồ và có dắp móng vuốt Sterak nữa. Cực kỳ trâu. Và trở ngược lại là một tình huống chiêu cuối chung ba thành viên. Theo sau là giam cầm đến từ Tắc Răng. Và phần việc còn lại của Xiaohu và Lai là quá đơn giản mà thôi. Xả tất cả sát thương họ có và những thành viên đang bị khống chế cứng đến từ Fnatic. Razor anh ta cùng với đội hình của Fnatic cũng đang bị tụt dốc rồi. Họ không thể leo cái con dốc này khi nó quá khó. Cái đội hình của họ từ đầu ban bích đã thấy khó rồi. Nhưng mà cách họ vận hành nó khiến cho cái thế trận này càng khó hơn. Đã có Mega khu vực đường dưới và thậm chí là khu vực đường giữa. Cái nỗ lực phòng ngự đến từ Fnatic nó đang hơi khó. Họ tấn công vào một con na không có nổ, nhưng phía bên này là giam cầm hai người. Một người đã phải nằm xuống vườn nói sẽ là người tiếp theo ở trận này. Đã đi ba người. Và thôi, Oscarini không thể nào vùng vẫy được. Và Beta kill nào. Beta kill. Hôn cái. Trời ơi. Noa. Không fair play một tí nào cả. Trời ơi, không ban phát. Không ban phát cú Beta kill này. Nhưng mà đó cũng sẽ là dấu chấm hết của hạt giống thứ hai thì LEC mà thôi. Và LEC sẽ chỉ còn lại đúng một mình G2 là đại diện cuối cùng của khu vực này. Weibo Gaming xin chúc mừng, họ sẽ tới với nhánh 22. Tôi tưởng anh Khải nói cái câu như hồi trước là sạch bóng châu Âu chứ. Chưa sạch. Đâu, G2 là khu vực riêng. Khu vực riêng. Đúng. Họ là khu vực của những gánh xiếc. Bích cái đội hình này đánh thì tôi cũng chịu đấy ạ. Thực ra là cái lúc mà chúng ta nói là vẫn sẽ có sát thương duy trì, chúng ta cũng là nói là đỡ cho Fnatic rồi. Là cái đội hình họ đánh rất là khó. Đồng ý là sẽ có Swain, sẽ có Zeke với những cái tình huống hồi chiêu liên tục. Với đội hình này sát thương vẫn sẽ là có. Nhưng nếu như mà họ không có được cái lợi thế ban đầu